Bích. Vâng thưa quý vị, và tại Hà Tĩnh thì hiện nay chúng tôi cũng đã nối được tín hiệu trực tiếp với phóng viên Mạnh Cường đang có mặt tại đây. Cho chúng ta biết rõ hơn về cơn bão số 10 thì chúng ta đã chưa đâu, chốt về ngồi chưa? Ít nhất cũng 7:30, 8 giờ, 8 giờ, 7:30 là ít nhất. Hết nhoi nãy hơn nãy hả? Kỳ Anh này là ở huyện nào? Kỳ Anh hay Hà Tĩnh mà. Kỳ Anh Hà Tĩnh. Mấy ngày quay lại là nửa để dành cho nó coi. Đây đầy tháng nha, mới 21 ngày. Ủa? Bữa nay 24. 24 ngày, 24 ngày. Đâu? Nói chuyện nó cười đi, kêu ngoại ra ngoại nó cười gì đâu. Nói chuyện cười cái chụp cái thôi. Chúc người ta bó tình mạng. Cho mượn hỏi đó luôn nha.